Mình chưa được về đâu. Thủy tới giờ về phải không? Dạ. Về trước đi Thủy. Dạ. Ừ. Xong rồi đó Thủy, tạm thời xong dàn nữ rồi đó. Giờ tới dàn nam thôi ha. Nãy giờ mình đây coi có thấy bạn làm cho quen ha, Dung ha. Không, bên cây xăm chưa? Không biết. Chị biết làm ăn ngon chị đưa em hoài. Rồi ra. Em làm với đàn mắt của em chị biết thấy. Rồi các bạn tự thưởng cho mình những cái bánh ngon độc lạ đi, xong rồi là coi như xong rồi đó. Không phải còn cầm đấy, mọi người cứ thỏa thích ăn. Rồi, cái xe của chúng ta coi như là những cái chiếc bánh rất là tình cảm vậy thôi.